Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4 2023. Chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc, học đến tập 233. Có một câu nhắc chúng ta về vô thường rất là hay quý vị. Ấn Tổ dạy nè: trên đường huỳnh tiền không phân chia lão ấu, ngoài mộ lắm kẻ vẫn còn thơ. Vô thường muốn đến là đến ngay, không người trẻ tuổi nào có thể bảo đảm mình nhất định có thể sống đến già. Đây là lời nhắc nhở của chư tổ sư để nhắc nhở mỗi một người trẻ tuổi hay người già đều phải tinh tấn siêng năng niệm Phật. Có một cô này, cô vừa mới mất đây. Có một số Phật tử báo những đức biết, nói rằng nhìn thấy cô này mất tự nhiên canh tỉnh nhiều bạn đồng tu. Vậy Đức hỏi vì sao? Thì họ nói rằng là thường ngày cô này cái tâm lượng cô rất là lớn, đi đầu này đi đầu kia, cổ mong đi siêu độ hương linh đồ này kia, đồ đi giúp người đồ quá trời luôn. Cô có cái tâm này rất là lớn nhưng cô lại không có dụng công tu. Cô ít niệm Phật, không dụng công tu, ít niệm Phật. Có một lần cô đi làm mấy việc như vậy, khi cô trở về nhà thì tự nhiên trúng gió. Cô nằm đuối lắm mà lỡ phiên cô niệm Phật cô không niệm. Rồi cô càng ngày càng yếu. Thì ban hộ niệm đến hộ niệm giúp cô nói thôi khỏi, không thích nghe. Và cuối cùng cô chết. Thì Phật tử nói chuyện, những đức hỏi những đức gì, những việc gì, những đức nói khó thế nào vãng sanh được. Vì sao? Vì có Phật hiệu cô không chịu nghe. Có Phật hiệu cô không nghe, cô không thích. Cô đi làm việc thiện, việc này, việc kia, nhưng đó là tu phước, không dụng công tu. Công là công phu. Công phu là không buồn giận người để trong tâm. Công phu là nhẹ nhàng tùy duyên. Công phu là tâm thường an lạc thì sanh ra đức, gọi là công đức. Công đức giải quyết vấn đề sanh tử. Cô không dụng công tu, cô không niệm Phật, cô đi đầu này đầu kia quá nhiều, chỉ làm việc thiện thôi. Mà việc thiện nó cũng rất nhỏ. Tuy biết niệm Phật mà lại không dụng công niệm Phật. Tổ chức nhiều pháp hội nhưng cô chỉ là đứng ở tổ chức mà cô không dụng công tu. Cô lo làm lụng mà cô cũng không siêng năng niệm Phật. Nên tất cả những việc làm của cô nhìn giống như rất thiện nhưng không dụng công tu, không niệm Phật, thất bại. Đến khi cận tử nghiệp, quan gia trái chủ trở ngại, cô không thích niệm Phật, không thích nghe niệm Phật, thất bại. Là ngay chỗ không gây dựng tín nguyện niệm Phật mà chạy đôn chạy đáo. Thấy chưa? Nguy hiểm ghê quý vị. Quá nguy hiểm. Trong lòng của cô nghĩ rằng là cô còn trẻ, còn khỏe, chưa đến nỗi chết đâu. Nhưng mà cơn vô thường chết bất tử, chết là chết. Nên câu này Ấn Tổ ngày dạy nè, không trên đường huỳnh tiền không phân chia lão ấu, ngoài mộ lắm kẻ vẫn còn thơ. Vô thường muốn đến là đến ngay, không người trẻ tuổi nào có thể bảo đảm mình nhất định có thể sống đến già. Rõ ràng. Nên có những người mình muốn làm một cái việc thiện gì mà lại đợi khi mình chết rồi nhờ người ta làm giùm. Quá dở, quá khờ.
Lúc chúng ta còn sống như vậy, mình làm một cái gì là mình làm trực diện mình làm. Đợi đến chết là việc đã xong rồi. Dù người ta có làm chăng thật đi chăng nữa, cái hưởng nhờ rất ít. Hưởng nhờ rất là ít, 100%, hưởng nhờ ít lắm. Nên mỗi một con người mình nghe được tịnh độ, mỗi ngày mình phải gây dựng tính tâm tính nguyện cho cực kỳ cao, chăng thật niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Pháp môn tịnh độ này là pháp môn đại thù thắng, nhưng bạn cần phải gây dựng tính nguyện tính tâm niệm Phật, dụng công tu trong mỗi lúc mỗi nơi mỗi chỗ, phải siêng năng niệm Phật, không được giải đại, không được bê tha. Những đức hỏi quý vị nè, quý vị đã biết niệm Phật thù thắng làm sao giải đại, làm sao bê tha? Chỉ có cái người không biết được thù thắng này nên giải đại bê tha. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, làm sao dám giải đại bê tha? Nên mỗi một con người mình đừng có để thời gian luống qua uổng lắm quý vị. Đừng có để thời gian luống qua uổng dữ lắm. Nên chúng ta mỗi ngày đều khuyên nhau mục tiêu niệm Phật vững chắc. Đừng nên để cuộc đời vô thường đến bất chợt trở tay không kịp. Mỗi ngày phải lo trước cái việc sanh tử cuộc đời. Nên tổ sư mới nói rằng sanh tử là đại sự. Việc này là quan trọng nhất cuộc đời của chúng ta. Phải gây dựng có Phật hiệu này siêng năng niệm, không được giải đại. Nhớ Ai Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, làm sao giải đại? Cái cõi này khổ nhiều như vậy, thế giới cực lạc vui như vậy, mình siêng năng đặng mình đi về cực lạc chứ. Nên những người đi đầu này, đi đầu kia, đi đầu nọ, nghe đi những công đoạn này, nếu như có đi cũng phải cố gắng dụng công niệm Phật. Nếu như đi đầu này, đi đầu kia, đi đầu nọ mà lo vui không mà không niệm Phật, cơn vô thường đến bất tử, trở tay không kịp. Chiếc máy bấm số này hay lắm nè, lúc nào cũng móc được có Phật hiệu. Đi đâu cũng cầm, ngồi trên xe cũng cầm. Ai Di Đà Phật bấm, Ai Di Đà Phật bấm, Ai Di Đà Phật bấm, Ai Di Đà Phật bấm. Đi đâu cũng gì nữa, từ chỗ xuất phát đi cho đến chỗ nào, ngồi trên đó một tiếng, nửa tiếng, điều là bấm số niệm Phật. Quý vị sẽ thấy lợi ích lớn vô cùng, tâm trạng thoải mái, an lạc. Trên xe ai có nói chuyện ồn náo, mình không bực bội. Vì sao? Vì mình thường nhớ Phật niệm Phật. Rất là hay, mót có Phật hiệu, rất là hay. Chiếc máy niệm Phật này nhắc mình niệm, có khi mình nghe mà mình lại không niệm, mà cũng lợi ích. Nhưng mà chiếc máy bấm số là chắc chắn quý vị phải niệm, vì niệm mới bấm. Ai Di Đà Phật bấm, Ai Di Đà Phật bấm, Ai Di Đà Phật bấm. Đó. Nên tất cả những ban trưởng ký số niệm Phật phải siêng năng động viên những người trong ban của mình cùng niệm Phật, phát động phong trào niệm Phật mạnh lên, nhiều người được lợi ích lớn. Bữa nay là mình cộng tu Chủ Nhật nguyên ngày nè, giống như tưởng nhớ ngày Phật thành đạo, ngày Phật đản sanh nhé. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy chúng ta pháp môn tịnh độ. Chúng ta tưởng nhớ đến ngài, rủ người ta về tu cũng chỉ dẫn người ta niệm Phật. Cái tâm báo ơn Phật bằng khuyên người niệm Phật. Nhớ, cái tâm báo ơn Phật bằng cách khuyên người niệm Phật. Mình là hành giả niệm Phật, chỉ cần cô động là nhắc mình nhớ Ai Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Mỗi một người nghe gì một cái tức khắc niệm liền. Nhớ, tức khắc niệm liền. Vừa nghe một cái là tức khắc niệm liền. Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Tức khắc niệm liền, vừa nghe là tức khắc niệm liền. Mỗi một Phật tử nghe một cái là tức khắc niệm liền. Vừa nghe động viên niệm Phật là niệm liền. Vừa được khuyên niệm Phật là niệm liền. Nhớ nghe, không phải là nghe tự nhiên im gu, mà vừa nghe là niệm liền. Vừa nghe khuyên niệm Phật là niệm liền.
Vừa nghe động viên niệm Phật là niệm liền. Vừa nhắc đến Tây Phương Cực Lạc là nhớ liền. Hay. Những câu này trực diện hay thiệt. Thí dụ như mình vừa nghe như vậy, trong một thời điểm nào, ví dụ như buổi giảng này, hay là 10 năm sau, 20 năm sau, người nghe qua, vừa nghe một cái là hành giả niệm Phật. Ai vậy đạo Phật, 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 ai vậy đạo Phật. Niệm liền. Vừa nhắc tới Tây Phương Cực Lạc là nhớ liền, nhớ liền. Nhớ. Câu này hay. Câu này phải thường nói hoài. Thường nói hoài. Để cho con người niệm Phật mình, động viên mình. Niệm Phật, siêng năng niệm Phật lên. Vừa đề xuống câu Phật hiệu một cái là giống như cái tần số mình hưng hực hưng hực hưng hực lên. Nhớ. Đề xuống câu Phật hiệu là tần số hưng hực hưng hực hưng hực lên. Vì câu Phật hiệu là đại thiện. Nên vừa nhớ ai với đạo Phật là cái năng lượng mình rất là đầy. Năng lượng mình nó dạt dào lắm. Năng lượng mình rất dạt dào quý vị. Nên cái người giảng tịnh độ muốn mỗi ngày giảng mà vui, hoan hỷ, thích trong tới giờ giảng là sao? Là thường ai vậy đạo Phật, 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 ai vậy đạo Phật. Cứ thường nhớ ai vậy đạo Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Thường nhớ đi, rồi từ cái cảm giác đó mà giảng ra. Khi mà thường nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc thì cái diễn trình của mình nó cũng sống động nữa. Trong lúc niệm Phật nó sanh có pháp vị. Sanh có pháp vị, lấy pháp vị mới chia sẻ ra. Thì gọi là xác thực hành trì, xác thực chia sẻ. Hay lắm. Nên mỗi một con người chúng ta phải càng dũng mãnh tinh tấn, vì đây là việc của mình. Không dũng mãnh tinh tấn thì đây là cũng việc của mình. Dũng mãnh tinh tấn thì lợi mình, mà không dũng mãnh tinh tấn là hại mình. Mình là người muốn giúp người thì mình trước nhất phải giúp được mình. Mình giúp được mình, niệm Phật được, an lạc được thì mới giúp được người được. Mình không an lạc làm sao giúp người? Mình bực bội, phiền não câu có làm sao giúp người đây? Nên muốn giúp người thì mình phải an lạc tự tại mới giúp được người. Đây là chỗ rất quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Nên người đã gặp tịnh độ là gặp một báu vật vô giá, báu vật như ý. Mà báu vật vô giá, báu vật như ý gặp được rồi mà để luôn qua, uổng quý vị. Quá uổng. Người khổ đau cỡ nào nghe tịnh độ mà chân thật niệm Phật là hết khổ. Người gần chết, bệnh đau không còn thuốc trị, nghe tịnh độ niệm Phật đi. Muốn hết khổ không? Muốn. Vậy niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Cầu sanh cực lạc sẽ hết khổ. Người gặp bao nhiêu chướng nạn trong cõi đời này, chán nản làm chi? Bây giờ niệm Phật đi, đời sướng liền. Ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật. Đời sướng niệm Phật liền, để làm chi? Để mình sanh về một quốc độ không còn chướng nạn. Người bị chồng, con khinh thường, hắc hủi, chán nản quá, niệm Phật đi. Về cực lạc là tướng trượng phu, không còn mang thân nữ nữa, không còn bị khổ vì cảnh này nữa. Không niệm Phật thì đời đời kiếp kiếp khổ đau. Mang tâm quán hận thì đời đời kiếp kiếp khổ đau. Niệm Phật đi, hết khổ. Người bị vợ bỏ, con bỏ, niệm Phật đi. Vì trong cuộc đời này sớm muộn cũng xa nhau thôi. Bây giờ họ bỏ sớm là vì giữa mình với họ hết nợ. Chân thật niệm Phật đi, để cầu sanh cực lạc đi mới hết khổ. Người giàu sang vô cùng nên niệm Phật. Vì sao? Vì giàu sang ở cõi này hưởng được bao lâu? Chân thật niệm Phật vì cực lạc đời đời kiếp kiếp hưởng. Người nghèo nàn mà còn bệnh đau, bị khinh thường nữa, niệm Phật đi. Về cực lạc sẽ không còn nghèo nữa, không còn khổ nữa. Đây là mở ra một con đường niệm Phật để cứu độ chúng sanh. Mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài Đại Từ Đại Bi, mở ra con đường tịnh độ này để dẫn dắt chúng sanh quy hướng về cực lạc. Chúng ta động viên nhiệt tình, hết lòng khuyên nhau niệm Phật. Dù người gặp trở ngại gì, người đã từng làm điều hư sai quấy gì,
Vì chỉ cần nghe tịnh độ chân thật niệm Phật, nghiệp gì cũng hóa giải được. Không gặp pháp môn tịnh độ này thì còn con đường nào cứu được chúng ta đây? Hãy siêng năng niệm Phật đi quý vị, dũng mãnh tinh tấn niệm Phật lên, đề xuất niệm Phật lên, A-di-đà-phật, 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 nhiệt tình niệm Phật lên. Cả đời niệm Phật không thay đổi, cả đời niệm Phật không giải đại. Tin 100% có vật hiệu là thù thắng, là sẽ niệm tới cùng. Động viên cái này là trực chỉ chuyên nhất luôn để niệm Phật luôn. Cả đời có những đức muốn mình phải niệm Phật như vậy. Dù gặp sóng gió ba đào, gặp sự trở ngại gì cũng niệm Phật. Niệm Phật là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời chúng ta, tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng ta. Nên chân thật niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Muốn làm được tất cả những việc trong cuộc đời này đều được tốt đẹp thì phải niệm Phật. Vì nếu quý vị có làm thành công cỡ nào mà không niệm Phật, một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của bạn? Nên sanh cực lạc bạn mới tồn tại, không sanh cực lạc bạn không tồn tại. Nhớ, mỗi một người chúng ta phải siêng năng niệm Phật, nguyện Tam Bảo gia hộ. Nhờ cái công đức tu tập, chúng ta Bồ Đề tâm kiên cố, niệm Phật cả đời không thay đổi, cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.